Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tổng Trọng giải cứu cho vua con Trịnh Văn Chiến nhưng bất thành. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Được biết đây là vụ án có liên quan tới dự án Hạc Thành Thâu do ông Trịnh Văn Chiến phê duyệt. Quyết định này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tới hơn 55,8 tỷ đồng. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 12 đưa tin khởi tố cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. Bản tin cho biết khoảng 19 giờ tối ngày 29 tháng 12, công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại căn nhà số 12, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Phương, thành phố Thanh Hóa, nơi ở của cựu chủ tịch tỉnh, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến để tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành khám xét nơi này. Khởi tố cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến là một thông tin rất mới. Công luận bất ngờ nổi sóng trở lại với tin bắt giam đối với ông vua tỉnh Thanh Hóa có tên là Trịnh Văn Chiến không phải là thông tin gì mới, song cũng gây bất ngờ. Trước, trong và sau hội nghị trung ương thứ 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những nguồn tin cho biết cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố bắt giam ngay sau hội nghị. Vậy mà không hiểu vì lý do gì đến nay ông Trịnh Văn Chiến, một quan chức đã dính rất nhiều các bê bối hàng đầu ở tỉnh Thanh Hóa, mới được gọi tên. Ông Trịnh Văn Chiến là người đã bị cáo buộc tham nhũng hàng trăm tỷ liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn FEC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người hiện nay đang ẩn náu ở châu Âu. Ngoài ra, mỗi khi nhắc đến tên Trịnh Văn Chiến, người ta nghĩ ngay đến vụ tai tiếng nổi danh. Đó là chuyện ông Chiến được cho là đã cặp bồ và có con với hot girl Quỳnh Anh. Đây là một sự kiện đình đám vào hồi những năm 2016. Câu chuyện ông vua xứ Thanh Trịnh Văn Chiến là câu chuyện có thật chứ không phải là chuyện đặt điều của công luận. Dưới nhan đề những ông vua con khiến tổ chức đảng tê liệt, tờ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 19 tháng 6 cho biết phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như sau: một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách gia trưởng, phụ trách địa phương nào đơn vị nào thì như một ông vua con đấy. Thực tế thời gian qua có những ông vua con thể hiện quyền uy tuyệt đối, thao túng đối với các đơn vị địa phương mà họ phụ trách, biến các tổ chức đảng tại những nơi này thành công cụ trong tay họ. Đây là nhận định của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó. Cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cúi đầu nghe lệnh khởi tố tại tư gia của ông ở Thanh Hóa. Dư luận trên mạng xã hội thì cho rằng ở thời điểm đỉnh cao, bí thư Chiến đã để lại rất nhiều tai tiếng khiến dư luận bức xúc. Điển hình như vụ hot girl Quỳnh Anh, ông Chiến dùng kế kẻ ăn cỡ ốc người đổ vỏ để đổ tội cho cấp dưới chịu trận thay. Dư luận khi đó thì cho rằng ông Chiến tồn tại được bởi người to nhất chống lưng cho ông. Được biết hiện nay hot girl Quỳnh Anh, tức là Trần Vũ Quỳnh Anh, đã định cư tại New Zealand cùng với khối tài sản tham nhũng khổng lồ của ông Trịnh Văn Chiến đem theo. Điều này cần phải được điều tra làm rõ. Báo Quân đội Nhân dân đánh giá vụ việc hốt cơ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa là điển hình của việc người đứng đầu lạm dụng quyền lực để khuynh đảo, vô hiệu hóa tổ chức đảng, lũng đoạn công tác cán bộ ở đây. Thật khó tin khi một người đã xuất phát điểm là lao công tạp vụ, bằng cử nhân tin học hệ tại chức cũng không có, không có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng, vậy mà chỉ trong khoảng có 4 năm, từ vị trí lao động hợp đồng đã được tuyển dụng, bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, rồi chỉ có 6 tháng sau đã trở thành trưởng phòng tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Đó là hot girl Quỳnh Anh. Thậm chí cô Quỳnh Anh này còn được quy hoạch nguồn làm phó giám đốc Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, Quỳnh Anh còn sở hữu một khối tài sản rất lớn, gồm nhiều biệt thự, xe sang, lên đến hàng chục tỷ đồng. Đó là những gì chúng ta thấy. Ẩn phía sau chắc chắn còn rất nhiều. Vẫn theo tờ báo Quân đội, trong vụ việc trên, không phải là không có người phát hiện và tố cáo các dấu hiệu vi phạm, bởi có những đơn tố cáo phản ánh được gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những tiếng nói tỉnh táo và dũng cảm ấy chưa được quan tâm, giải quyết sớm và triệt để. Tới mức tiếng nói của Quân ủy Trung ương còn chỉ rõ và cảnh báo như sau: một sự việc tày trời như vậy mà các cơ quan có trách nhiệm đều lúng túng giải thích là không biết, do tin tưởng Sở Xây dựng, không biết ở đây cũng chính là một biểu hiện của sự tê liệt. Ông Tổng Bí thư già nua của Nguyễn Phú Trọng cũng đã ngồi 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, trái với điều lệ Đảng. Tờ báo Thanh niên vào ngày 21 tháng 10 thì cho biết
Trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, người chịu tội thay cho ông Trịnh Văn Chiến là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Nhưng ông Nguyễn Đình Xứng không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Điều đáng nói, tờ báo Thanh Niên còn tiết lộ ông Nguyễn Đình Xứng thanh minh rằng trong vụ Hạc Thành Thâu, ông Xứng chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa khi đó. Và giới phân tích cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù có những biểu hiện chần chừ muốn giải cứu cho Trịnh Văn Chiến thì ông vua họ Trịnh ở Thanh Hóa như hiện nay là điều không thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tổng Trọng giải cứu cho vua con Trịnh Văn Chiến nhưng bất thành. Đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập cơ chế con vua lại làm vua, Tổng Trọng hãy trả lời. Vấn đề ưu tiên cho con anh Sáu, cháu anh Năm trong việc bổ nhiệm nhân sự là các hạt giống đỏ đã trở thành một quy định bất thành văn. Đó là việc thiết lập lại cơ chế con vua lại làm vua của những người cộng sản tại Việt Nam. Lâu nay, con ông cháu cha của các quan chức cấp cao ở Việt Nam được ưu ái, nâng đỡ. Để rồi, sau một thời gian ngắn, họ nhận quyền cao, chức trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, mặc dù năng lượng rất thiếu. Điều động ông Trương Tấn Sơn từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh ủy Long An theo quy trình nào đây là điều mà dư luận đặt ra. Công luận thấy rằng nếu những nhân vật trẻ ấy thực sự có tài năng, có bản lĩnh và do chính bản thân họ tự phấn đấu trên cơ sở một môi trường làm việc cạnh tranh công bằng thì không có gì phải nói cả, thậm chí lại còn có dần nhiều điều tốt. Nhưng nếu ngược lại, việc thăng tiến không phải do năng lực hay nỗ lực phấn đấu của họ thì đây là những việc làm rất tai hại. Cha mẹ của những người này tiếp tay cho con cái để kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tình trạng con anh Sáu, cháu anh Năm đã kéo dài và trở thành vấn đề mặc nhiên được thừa nhận. Có người tặc lưỡi cho qua nhưng cũng có người nguyền rủa lũ lãnh đạo này. Trương Tấn Sơn là thái tử của ông Tư Sang, điều chuyển về quê nhà ở tỉnh Long An, được truyền thông nhà nước biến thành sự kiện trọng đại. Được biết so với con cái các quan chức lãnh đạo khác trong đảng, thì Trương Tấn Sơn tỏ ra mờ nhạt theo giới thạo tin. Sơn không làm được trò trống gì gây tai tiếng vang cho công chúng cả. Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, quê ở Long An, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng cao cấp lý luận chính trị. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, ông Sơn là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, viết tắt là Sài Gòn Tourist. Và như vậy thì rõ ràng quá trình thăng tiến của ông Trương Tấn Sơn khá đì đẹp nếu so với sự thăng tiến của con cái ông Bà Dũng, một đối thủ chính trị của ông Tư Sang. Trong lúc hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đã là Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết cũng là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thì lẽ nào Tư Sang lại chịu để con trai mình thua kém hơn ông Bà X? Theo giới thạo tin, ông Trương Tấn Sang đưa con trai là Trương Tấn Sơn về Long An với mục đích là để bầu bổ sung vào tỉnh ủy Long An trong thời gian tới. Và bước tiếp theo, Trương Tấn Sơn sẽ được cơ cấu làm bí thư tỉnh ủy Long An tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An vào năm 2025. Các ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, một điển hình của Thái tử đỏ bê bối, đang đối diện với tòa án. Lúc đó, Trương Tấn Sơn đã 42 tuổi, để lọt được vào Bộ Chính trị tại Đại hội 16 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2036. Theo tiêu chuẩn bắt buộc hiện hành, phải có hai khóa là ủy viên Trung ương Đảng và số tuổi dưới 65. Ông Tư Sang đưa Trương Tấn Sơn về quê Long An, nơi ông có ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng bộ tỉnh Long An. Hơn nữa, đương kim Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được là một người chịu rất nhiều ân tình của ông Tư Sang, lại đã đến tuổi nghỉ hưu. Việc lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường dùng mọi thủ đoạn lợi dụng chức vụ để con cái họ được thăng tiến chỉ mới xuất hiện một cách công khai và phổ biến trong thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Đó cũng là thời gian mà ông Nông Đức Mạnh giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9 và khóa 10 từ năm 1997. Kể từ đó, tệ nạn con ông cháu cha của các quan chức cấp cao nhất được bổ nhiệm giữ các chức vụ cao trở nên phổ biến hơn bất cứ lúc nào hết. Đó là điều không hoặc ít thấy của các lãnh đạo các đảng cộng sản tiền nhiệm trước đây vào thời kỳ 1986. Các ông như Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, vân vân là những người lãnh đạo cộng sản có uy tín thời đó và quyền lực rất lớn. Vậy tại sao họ không đưa con cái họ vào những vị trí quan trọng như quan chức lãnh đạo Việt Nam hiện nay?
Nguyên nhân sâu xa chắc chắn không nằm ngoài sự tác động của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi các lãnh đạo Việt Nam đã hết chất cộng sản, họ chỉ còn lo vun vén cho bản thân và gia đình mình ngày thêm giàu hơn. Hình ảnh ông Tổng Bí thư già nua của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Không có cha mẹ nào không thương con cái, không ai không làm hết sức mình vì sự nghiệp của cuộc đời con cái. Nhưng điều đó chỉ được phép giới hạn trong phạm vi gia đình. Các nhà lãnh đạo quốc gia phải rạch ròi giữa việc nước và việc gia đình thì người dân mới có thể nể phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng về việc không đưa con cái ngồi vào chiếc ghế lớn. Nhưng đến nay ông Trọng cũng không nhịn nổi khi nhìn con cái các đồng chí của ông thăng tiến vù vù. Mới đây thông tin cho biết Tổng Trọng đã đưa con trai mình là ông Nguyễn Phú Trường ngồi vào ghế chánh văn phòng ban tuyên giáo trung ương của Đảng để tạo tiền đề trước cho chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo nối nghiệp của cha. Việc con cái lãnh đạo tiếp tục nối gót cha làm vua chẳng thấy hồng phúc ở đâu, chỉ thấy điều này chắc chắn đã trở thành thảm họa của quốc gia và của dân tộc. Việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam độc chiếm chính trường, trong đó có yếu tố giữ ngai vàng cho con của họ, là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin ngày hôm nay: đánh đổ chế độ phong kiến để thiết lập cơ chế con vua lại làm vua. Tổng Trọng hãy trả lời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D.